xin ca ngợi chồng em để ý thức giữ gìn hạnh phúc gia đình. Và mà như thế này mà còn hôn được 50% thì chắc chắn là chú sẽ phải tạo cảm xúc giả để giữ hạnh phúc. Kẹp cổ cô vợ và bắt đầu nhầm nhầm không phải vợ mình. Đừng có chủ quan. Nhiều tháng là phải chơi đô nặng. Ngọc Trinh. Về tái cấu trúc này không là thua. Thấy chưa? Và bây giờ với ý nghĩa đó thì ngày hôm nay tôi với các anh chị bàn vấn đề huyết tử, vấn đề chiến lược. Và tôi xin hứa nhiệt tình đến cùng, nếu các anh chị có lời mời, tôi với các anh chị sẽ bàn nhau chuyện chiến thuật. Chiến thuật là nút lót nếu cần. Ở đời phải chiều đời, đừng mang đạo đức ở đây. Chiến thuật đó là thua để thắng, còn chiến lược là phải thắng ở cấp chiến dịch. Đấy là đấy. Vậy thì tôi với các anh chị sẽ bắt đầu bàn và từng vấn đề trên bàn. Đút túi mang về, đừng để tiền rơi. Ok. Và tôi chịu trách nhiệm về chuyên môn. Và tôi rất là nóng máy khi mà những người ta không hiểu, mà người ta nhảy lên tivi, người ta gào lên khởi nghiệp, khởi là nghiệp. Không nắm được nghiệp nó khác nghề chỗ nào, không nắm được, mà nói cứ như thành. Cho nên là nó không dễ thế đâu các anh chị ạ. Khởi là động từ, khởi là khởi nghĩa, nhưng không phải cướp chính quyền, mà là cướp kinh nghiệm về tay mình. Nghiệp, nghiệp là cái nghề mà bố mày phê suốt đời đưa chứ không nghiệp. Người ta vứt khởi nghiệp đi, người ta cần tinh thần khởi nghiệp chứ người ta không cần khởi nghiệp. Và Việt Nam mình ý tưởng khởi nghiệp thông minh tuyệt vời, nhưng mà tinh thần khởi nghiệp không có. Nói một cách khác, hèn lắm. Làm sao dạy cho người ta đừng hèn rồi hãy nói đến chuyện khởi nghiệp. Cả một cấp tỉnh, cấp trung ương mà cứ nói mà chả hiểu gì cả. Các chị hiểu xong ngày mai sức mạnh các chị nó tăng lên, các chị tin được các chị ạ. Cho nên là những quan chức nào hôm nay mà đến giờ tôi cho đó là hành vi quá đúng đi, khiêm tốn lại, nếu không là chết. Và để giải quyết cái đó, tôi có một ngày nó hơi rộng cả một tí, cho tôi bắt đầu đi từ vòng ngoài một tí. Phần số 1, tổng quan. Các anh chị đừng coi nó là lý thuyết. Các anh chị nhận thức được là tay chân nó hành động được. Và nhiệm vụ các anh chị bây giờ là ngoài cái tôi nhỏ là quyền tôi, còn em chửi tôi là quyền em. Quyền tao nào thằng nào kêu không? Vâng ạ, à, kêu vâng, mẹ tay nó nắm chặt. Mày và nhỏ có mục mày. Các anh chị chưa kinh doanh được. Khi các anh chị làm những điều tôi nói được, các anh chị hay nói. Các em con rắn ở Hải Dương, con rắn hổ mang, nó chặt tôi 400 ngàn. Cũng có rắn thở ở Sài Gòn, nó chi thực hóa món ăn bắt con rắn lên bàn cho vào cái lồng. Thật đúng cái mẹ gì cũng lớn. Cái thằng ấy to cao đẹp trai mà tâm hồn như đuôi con chuột nhặt. Thật là đại hoa cho con danh nào lấy cái thằng đó làm chồng. Đấy là định nghĩa buổi chiều. Trước khi mà tôi vào tôi nói, bạn hiểu bạn là ai? Bạn hiểu bạn là ai? Đầu tiên mày hiểu đẳng cấp mày tới đâu. Quẹ kiếp, cả đời một năm chạy có 2 lần mà làm cái xe 5 tỷ. Xong bắt đầu chạy qua 2 lần, xong đứng cạnh cái xe, nhà 2 vợ chồng đứa con, làm cái nhà 6 tấm, xong đứng khoe của. Cả đời vốn nó quay không được vòng. Hình ảnh đó người ta gọi là thằng trọc phú. Trọc phú được hiểu là giàu mà ngu. Mà trong từ điển ấy, ngu mà giàu thì nó gọi là trọc phú. Mà trọc phú ấy, tức là giàu mà ngu. Mà ngu mà giàu ấy thì nó gọi là trọc phú. Trọc phú ấy, nó là giàu mà ngu. Quẻ kiếp thật là thương hại cho cái thằng ôn vật đứng cạnh cái xe và cái nhà lầu. Ok. Các bạn đã quan niệm sai lắm ấy. Cho nên nhìn lại vấn đề đi. Chị nghĩ cái gì mà căng thẳng thế? Nhà chị mấy tấm? Mẹ tay to bằng chân thầy thế này chắc chắn là trọc phú. Vư vật. Thầy ơi thầy, thằng kia nó ghét thầy, mẹ thằng đó là yêu tôi, đời tôi mới là đại bại. Đấy, mà bày đặt. Ok. Cho nên là các bạn ạ, những cái đó bạn không hiểu thì cả đời bạn không thành công được. Hai thằng lực khác nhau.
nhau chỉ ở đẳng cấp thôi, vứt mẹ cái bằng này. Và đây là cái tệ hại nhất của người Việt Nam, vì nó theo đạo Khổng. Đạo Khổng là nhập thế, chỉ cần cái danh thôi. Nhà em bốn cháu bốn cái bằng đại học, nghèo như con chó, vứt được bằng. Nhà em bốn cháu bốn cái bằng. Thằng Mỹ nó quan niệm, nhà tao bốn thằng con, không thằng nào có bằng. Bốn cái nhà lầu đó là hiện thân của thành công. Cho nên là chật lắm nhá. Rồi ok, thống nhất buổi chiều. Bây giờ để làm chiến lược về đánh giá lại xem doanh nghiệp của mình và chính mình là thằng cầm đầu, mày là ai. Đừng ngộ nhận nữa thì các bạn thắng 50% cuộc đời này rồi. Bỏ sạc mà hẹn đi con chó, cưới cả con Harley chạy hợp hồng hồng. Chỉ được cái giá, loại đó gặp khó khăn là bỏ đi, đại họa cho con đàn bà. Nhưng loại đó thì mẹ ôm nó thích lắm, mẹ sẽ nó thích lắm. Ôm một tuần mà còn thích tôi chết liền, vì nó mất khí phách đàn ông. Mẹ yêu phải thằng còi mà khí phách đầy mình, ôm cả đời không biết chán. Mặc dù thằng ôn vật ấy hôi lắm. Mẹ tiếp ngồi đi mà khỏe chồng với con, mẹ vớ vẩn. Em có hiểu không? Có hiểu không? Nói xong em có thấy thất vọng với chồng em không? Hả? Mẹ đàn ông gì mà phường nó xa, nó đặt vấn đề về lần chiếm đất đai, hàng xóm nó xa, con đẩy vợ ra chống đỡ. Mẹ, cái loại đàn ông bây giờ cực nhiều. Mà ngồi đấy mà ngồi lắm, ngồi ba với mình, đập vào mặt. Cho nên ở đây, doanh nghiệp đầu tiên, nguồn lực là đánh giá.